ันแม่เก่งเลยเก่งเลยด้วยเก่งทอเลยลงหล่อกับบาดาวว่ะโอ้ยแย้งเลยแม่แย้งเลยหมอบบาดาวก็ลึงว่ะหมอบลังเงี้ยหมอบลังเงี้ยรอหมอบลังเลยเนื้อทองเงี้ยว่าชื่อบาดูเลยลงหล่อด้วยเราด้วยหมอบไอ้แม่เย้เอาอ่ะป้าแย้งแม่งหน่อยมึงไงจับก็ลึงรอยแย้งแม่งหน่อยหมอบกายเออหมกไก่หน่อยบาดาวว่าได้แหมบ้างได้แหมหมกไก่เหรออย่าNgọc con hẹn với lại giám đốc nghiệp là thứ mấy? Dạ con hẹn rồi ba, tối nay gặp luôn nè. Tối nay là không được rồi.Hẹn lại cho ba 8 tây. 8 tây là thứ mấy ta? Để coi hôm nay 5 tây là thứ 3 nè. 6 tây thứ 4. Dạ. 7 tây thứ 5. Là thứ 3 đó chú. Sao con tài lanh quá vậy? Dạ, con xin lỗi chú, nhưng mà ngày 8 chính xác là thứ 3 đó chú. Đó không phải là chuyện của con. Chuyện của con là quét dọn kìa, đừng có xen vào chuyện của người khác. Dạ.Năm ba sáu bốn bảy năm người lẩm nhảm gì đó sao không gọi điện con? Dạ con đang tính coi ngày 8 là thứ mấy. Con bé nói rồi đó là thứ 3. Dạ con biết rồi nhưng mà không có nhân nhị gì hết á, chính xác là như vậy. Trời ơi Ngọc ơi, một ngày mà con không có lẩm nhảm con chịu không được hả? Làm ơn đi.Nè, sao con cứ nhìn chú hoài vậy? Dạ con... Có phải con trong đầu con đang có ý nghĩ là sao cái ông này đã nói là ngày 8 là thứ 3 rồi mà cứ tính toán hoài à, ngu gì mà ngu như bò vậy, đúng không? Dạ, thì con không có ý đó đâu chú. Nếu mà chú nghĩ vậy thì cho con xin lỗi chú. Thôi, khỏi rồi xin lỗi. Chú nói thiệt, chú đi guốc trong bụng con nè. Đi lên tới tên não của con luôn, đi vòng vòng trống luôn, biết con suy nghĩ gì luôn á. Con xin lỗi chú nhiều lắm.Mỹ. Dạ. Lấy giùm chú miếng dán nhãn lừng rồi đào quá. Dạ. Dạ gì? Không nghe chú nói gì ấy hả? Dạ. Mà chú ơi, nếu mà chú bị đau lưng á thì có thể ngâm chân với nước ấm muối với gừng là có thể giảm đau đó chú. Rồi sau đó chú nghỉ một giấc là chắc chắn sẽ bớt liền. Nghe con nói hết đau luôn rồi nè. Như thần tiên vậy đó. Sao tài lanh quá vậy?Chú kêu cái gì làm vậy đi, ý kiến còn chi? Chuyện của mình thì mình làm đi. Con biết rồi, con đi lấy cho chú liền. Trời nóng muốn chết luôn mà bày đặt nước ấm nước gừng. Thời nào còn tin ba cái trò thuốc nam. Dạ, quá, sao đau quá vậy trời. Chú ơi. Ủa, chú ra ngoài rồi hả ta? Chú ơi. Chú ơi. Đâu rồi ta? Ủa, cái gì vậy con? Ủa, dạ chú thấy chú Ngọc không?
Ờ, chú không thấy. À, mà giờ chú đi công chuyện hả? Đúng rồi, lâu lắm mới thấy con nha. Con khỏe không? Dạ. À, chú ơi. Cái gì? Cái nút áo của chú. Tâm Ý ơi, trời đất ơi, Ngọc Hoàng sao nằm ngủ ở đây? Dạ, à, tại con đau cái lưng quá cho nên định nằm đây nghỉ chút, ai ngờ ngủ quên luôn. Rồi Tâm Ý đâu rồi? Con đâu biết đâu, ủa nó không có ở nhà bà. Nó đi đâu mất rồi đó, thôi giờ nào không có nó, nhờ con tìm cho ba cái áo vest nâu nghe chưa? Để chút Tâm Ý về rồi con kêu. Tôi có việc gấp phải đi ra ngoài, tìm cho tôi lẹ lên, mau. Xui xẻo thiệt. Thôi phải cái áo này không ba? Ừ đúng rồi. Dạ vậy thôi con lên phòng nha ba. Rồi khoan khoan khoan, con thấy nhăn không? Ủ giùm ba cái. Hả? Trời ơi bánh là mơn bánh cái lỗ tai ra nghe. Tôi nói là ủ giùm tôi một cái. Nhưng mà chuyện này đâu phải của con đâu, này của cái Tâm Ý mà, để chút con kêu Tâm Trời Ý nó. Trời ơi, nói nhiều quá à, ba đang gấp thì ba mới nhờ con, giờ ủ cho tôi được không? Phải được rồi chứ. Ờ, ủi. Trời ơi, nó tướng như ông già 70-80 tuổi luôn. Xui dữ gì chứ không biết. Dạ, con chào ông. Ông định đi đâu hả ông? Ờ, ông ra ngoài có chuyện chút. Dạ, ông đi cẩn thận nha ông. Tâm Ý. Dạ. Con đi đâu từ nãy giờ vậy? Dạ, con đi mua đồ. Đi cái gì mà lâu lắc quá vậy? Con đi vậy là chú phải mò vậy, chú ủi đồ cho ông á, con biết không? Ủa thiệt hả chú? Ờ, con cảm ơn chú nha chú. Ờ, nghĩa gì? Gãy cái lưng luôn nè. Dạ. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Ê con đáng ghét kìa. Làm xong bài tập chưa? Đưa cho tao. Hey. Kêu mà không trả lời hả mày? Ê. Cái con này ngủ như heo rồi ăn như heo luôn hả? Cái gì vậy? Ủa, đau quá lưng. Mệt quá nằm đi nghỉ ngơi chút. Ai ngờ ngủ quên luôn. Đá gì trời giáng vậy? Tại ai biểu ba ngủ đàn chi. Xin lỗi bà. Ba ngủ tiếp đi. Cái gì mà xui dữ vậy trời. Trời ơi, đau lưng mà cũng không yên nữa. Tâm Ý, điện thoại nè. Tâm Ý. Em hả? Sao tự nhiên anh nghe điện thoại của Tâm Ý vậy?
đang ở trong phòng, Tâm Ý đau lưng quá, nằm nghỉ ngơi chút nè. Tâm Ý đâu rồi? Nó không có ở đây đâu, mất tiêu rồi. Trời, chết thiệt chứ, em đang gấp lắm nè. Em đang tính nhờ Tâm Ý đem bộ hồ sơ tới đây cho em. Rồi vậy để chút nó về rồi anh kêu nó gọi lại cho em vậy nha. Ê, thôi đi, đừng có chờ Tâm Ý nữa. Anh đang ở nhà đúng không? Anh đem bộ hồ sơ tới trường gấp giùm em đi, em đang cần gấp lắm á. Hả? Bộ hồ sơ em để trên bàn trang điểm ở trong phòng mình á. Em đang gấp, anh đi lẹ lẹ giùm em nha. Nhưng mà cái lưng của anh nó đang... Chạy đi nha, em đang vội mà. Hả? Tháng, anh đã... Xui mà xui dữ vậy nè. Chị Tâm Ý. Ủa? Cậu đi đâu vậy? Em đi gặp mấy thằng bạn. À, chị chào cậu nha. À. Vậy, tụi em. Ủa, cậu làm gì vậy? Cậu không đi gặp bạn hả? Em mới nhớ là để quên đồ, đem phụ cho. Ờ, vậy cảm ơn cậu nha. Ủa, ngày nào chị cũng phải xách nặng vậy hả? Ừ, đâu có nặng lắm đâu. Vậy để hôm nào em tạm để chị chạy xe lại nha, để có gì chạy cho tiện. Thôi, cậu dạy tiếng Anh với tôi là tốt với tôi lắm rồi. Chạy, chạy xe nữa, phiền cậu lắm. Chị chỉ cần nấu nhiều đồ ăn ngon cho em tẩm bổ là được mà. Để đây chị. Cảm ơn cậu nhiều nha. Không có gì đâu. Chú mới về chú. Đang đau lưng, thấy còn muốn hết đau lưng rồi, nóng máu quá. Đi đâu giờ chỉ chui ra vậy hả? Dạ con đi chợ. Đi chợ phải đem điện thoại theo chứ, tại sao điện thoại để ở nhà? Dạ tại con quên, con xin lỗi chú. Quên cái gì? Con có biết tại con quên điện thoại á mà bây giờ chú phải làm mấy cái việc linh tinh của con không? Bực bội hết sức. Dạ chú cho con xin lỗi nha chú. Xin lỗi gì mà xin lỗi, làm xong mà xin lỗi là xong hả? Bây giờ nè, chú lên trên chú nghỉ ngơi, cái lưng chú đang đau, đừng có kêu chú nha. Dạ còn bữa tối thì sao chú? Cứ nói vậy làm vậy đi, bữa tối cái gì, chừng nào chú đói chú xuống chú ăn thôi. Nói nhiều quá à, nhớ nha, tuyệt đối không được kêu chú vậy, dù trời có sập cũng không được kêu chú vậy, nghe chưa? Dạ con biết rồi chú. Dạ chú đi cẩn thận nha chú. Cảm ơn. Ủa mới về sao? Ông có mua đồ ăn không? Không. Dạ con chào ông. Ừ. À ông ơi, con dọn cơm cho ông ăn nha. Khỏi dọn, hôm nay cả nhà mình đi ăn tiệm, có quán lẩu mắm mới mở gần đầu đường nhà mình. Trời ơi, yeah. Trời đã quá vậy, con thích ăn lẩu mắm lắm. Con cũng vậy á. Rồi. Con thèm lắm luôn á. Thay đồ. Thôi khỏi ăn mặc đồ này được rồi. Phải rồi, đi ra đầu đường thôi mà, có cần đâu mà thay đồ. Rồi, muốn sao cũng được. Dạ, vậy con chúc cả nhà mình ngon miệng nha. Không, hai đứa đi ăn chung luôn. Dạ, vậy hả ông? Ừ. Rồi thằng Ngọc đâu? Anh nói là anh bị đau lưng, đang nằm ở trên phòng á. Nó cứ nằm liền vậy sao mà hết đau, gọi nó vậy. Nè Tâm Ý. Dạ. Con chạy lên kêu chú đi. Dạ chú nói là dù có chuyện gì cũng không được gọi chú á cô. Không sao đâu con ơi, con nói là đi ăn lẩu mắm là nó bật chuyện như có lò xo cho con coi. Nhưng mà ông ơi, chú nói là dù trời có sập cũng không được gọi chú dậy. Vậy con có nên kêu không ông? Cái thằng này rắc rối quá, thôi kệ đi. Mình đi.
Ê. Mày định nhìn toilet với tao đúng không? Bích cửa rồi nha con. Ê, mẹ mở cửa dành cho em xin nhận mày đâu. Ai, đâu đứng lại cho em. Đứng lại. Dạ chú. Ủa, mọi người mới ở đâu về vậy? Ủa, sao rồi? Anh hết đau lưng chưa? Nó còn đau quá nè. Đi đâu về mà cả nhà đi vậy? Ở ngoài đầu đường nè anh. Mới mở cái tiệm lẩu mắm ngon ơi là ngon luôn. Nguyên cả nhà mới kéo ra ngoài ăn đó. Cái gì? Lẩu? Cái gì vậy? Lẩu... lẩu mắm hả? Ủa? Sao không ai kêu anh dậy ăn hết vậy? Ai mà biết đâu mà kêu. Anh rõ ràng là anh dặn Tâm Ý mà. Trời, có sập cũng đừng có kêu anh. Thì Tâm Ý là anh có dặn. Nhưng mà ít ra phải kêu anh đi ăn lẩu mắm chung. Em biết anh thích ăn lẩu mắm mà. Ai mà biết đâu. Em cứ tưởng đâu là anh đau lưng quá anh ăn không nổi chứ bộ. Tâm Ý. Dạ. Chuyện này là sao? Rõ ràng con biết chú chưa ăn tối mà. Sao không kêu chú dậy đi ăn? Dạ, tại chú dặn con á là dù trời sập con không có được gọi chú dậy nên con đâu có dám gọi đâu. Dặn cái gì mà dặn? Chú biết rồi. Cái này là do con nè. Con trả thù chú rồi đúng không? Gì vậy? Cái gì vậy? Dạ. Chú cằn nhằn con có mấy câu à. Bây giờ con nảy ra cái suy nghĩ là con không muốn chú cho chú ăn lẩu mắm đúng không? Con bày ra cái việc này đúng không? Tầm ý là con muốn như vậy đâu. Bây giờ chú hiểu rồi. Tất cả mọi kế hoạch đều do con bày ra hết. Con bày ra con ghét chú, con không muốn cho chú ăn lẩu mắm nè. Dạ con không có hiểu chú nói cái gì hết. Con đừng có giả nai nữa. Chú biết hết kế hoạch của con rồi. Con người của con. Gì? Sao mà phải trách nó? Nó có biết là cả tối nay cả nhà đi ăn lẩu mắm đâu. Bà không hiểu gì đâu. Con nè, con là người hiểu Tâm Ý nhất ở cái nhà này luôn nè. Con biết hết luôn á. Nó ghét con, nó ganh tị con. Nó bày ra cái kế hoạch nè, đầu đuôi món vợ mình nó bày ra hết. Nó không muốn cho con ăn lẩu mắm. Tụi mày im đi. Nó ăn lẩu mắm bây giờ mày nổi điên phải không? Không ăn một miếng bây giờ mày dậy đạch lên phải không? Chú ơi, thiệt sự là... Thôi con đừng có nói gì nữa hết á. Chú không ngờ con ngựa con ghê gớm thật. Con chỉ làm theo lời chú thôi mà chú. Thôi đi, không có nói nữa. Nó nói kìa. Rõ ràng muốn chơi khăm mình, cố tình làm cho mình hụt ăn món lẩu mắm. Thủ đoạn cao thâm thế. Được rồi, hãy đợi đấy.